Chào các bạn, trên tay mình đang cầm đây là cây cưa sắt mini. Mini là vì nó nhỏ, được sản xuất tại Đức luôn nha các bạn. Thì cưa sắt thì cái này mình dùng để cưa phôi. Phôi ở đây người ta lắp, khi mà các bạn mua hàng thì người ta lắp sẵn cho mình một cái lưỡi cưa ở đây rồi. Mã hàng của cái này là 257-50. 257-50 cái lưỡi cưa đây rất rất là mịn. Và cái chiều của cái lưỡi nó đi theo chiều để ra, khi mình cưa là mình sẽ cưa như thế này. Khi nó ra lực đi xuống đó, thì nó sẽ cắt sắt. Để lưỡi cưa này rất mảnh ha, để bạn cắt các phôi nhỏ hoặc mình cũng thể cưa gỗ được, nhưng tất nhiên cưa gỗ này nó không chuyên, bởi vì cái đường mở cưa ở đây nó rất là thấp, rất là nhỏ, nên là mình sẽ không dùng cưa gỗ được. Cưa các tấm mica hoặc là nhựa cũng vẫn có thể được, nó sẽ nặng tay. Cái này chính dùng để cưa sắt hay là cưa kim loại nói chung. Đây, ở đây nó có một cái nút để cho mình tông đơ cái lưỡi cưa này. Mình có thể tháo này ra, mình vặn cái nóc này ra, mình tháo, mình rút ra, mình thay cái lưỡi cưa này được. Thì các bạn, khi các bạn đặt hàng, các bạn lưỡi cưa này nó của Đức nên nó rất là bền. Tuy nhiên nếu mà mình sử dụng nhiều thì các bạn có thể mua luôn ngay lúc mua cưa này, mua luôn cái lưỡi của nó. À, bề mặt đây là toàn bộ đây là được mạ kẽm, được chưa? Rồi cái phần tay cầm ở đây, tay cầm này là bằng sợi thủy tinh, nên nó rất là chắc. Sợi thủy tinh nha các bạn, nó rất rất là chắc, rất là dai. À, phần đây rỗng để cho tay cầm cho nó nhẹ thôi, mà nó tiết kiệm nguyên vật liệu sợi thủy tinh. Thì cái kích thước của cái phần này, cái lưỡi này nó chỉ có 5 ly thôi, và độ dày của cái lưỡi này chỉ có 5 ly thôi. Khoảng cách này nó khoảng 150. Độ dài của cái phần này là 100, độ dài của cái phần lưỡi cắt là 150 mm. Tổng chiều dài của toàn bộ cái này là 250, tức là 10 inch. Tổng chiều dài của cái lưỡi kích cưa này là 10 inch. Là mình quan tâm là quan tâm đến phần cắt này thôi, phần cắt này là 150. Thì giá tiền của cây này là 450 ngàn, sản xuất tại Đức luôn. Thì cung cấp cho các bạn thì sẽ có đầy đủ cả chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng cho các bạn. Thì các bạn có thể mua số lượng lớn được. Cây này có thể trang bị cho từng mỗi một người thợ hay một người công nhân là một cây này được. Giá tiền giá tham khảo 450 ngàn của Edora, Made in Germany luôn ha. Ok, đọc lại ha, mã hàng là 257-50. Đó, cái lưỡi này dài 150, chiều dài tổng đây là 250, tức là 10 inch. Mình gọi là cơ sắt mini. Như vậy khi các bạn hỏi hàng, các bạn có hỏi là cơ sắt mini mã số 257-50, giá tiền 450 ngàn. Chưa? Cán nó bằng sợi thủy tinh, vừa nhựa, hợp chất nhựa và sợi thủy tinh. Trọng lượng của nó khoảng 170 gram. Một hộp như này nó sẽ có 6 cái. Hiện tại trên bàn đây có 2 cái. Còn về số lượng ai đó đã mua hết rồi, còn 2 cái. Đó thì các bạn có thể đặt số lượng lớn được, thì thời gian nhập hàng từ Đức về nó khoảng cứ 4 tuần thôi, 4 đến 6 tuần. Rất đẹp ha, cái này để mình tháo lưỡi cưa ở đây ra, mình nới lỏng ở đây mình tháo ra thôi. Tăng đơ gì đấy, đại khái vậy. Của Đức này nó rất là bền. Khác biệt ở hàng chợ tí xíu là nó bền thôi. Ok.